Alo. Dạ, con đây thầy. Thầy giúp con gọi cho Lam, nói là về nhà gấp. Thầy nói là bố đau nặng và đang được hàng xóm đưa đi viện cấp cứu. Rồi, thầy sẽ gọi. Sao mình lại đỡ cú đấm đó cho anh? Thế anh nằm viện vẫn chưa chán à? Mà nếu như đó là lưỡi dao thì em cũng sẽ đỡ cho anh. Vì sao chứ mình? Còn sao nữa? Ngốc à? Cảm ơn Thượng Đế đã mang em đến bên anh. Dạ con nghe đây bố. Lam à, hàng xóm nó đưa bố đi viện, con có thể về nhà được không? Trời ạ, thế bố có làm sao không? Bố trèo cái cây trước nhà để mắc lại dây điện. Không may dẫm phải cành khô rơi xuống con ạ. Thế xương khớp của bố thế nào rồi? Bố cũng chưa biết, con có thể về ngay được không? Vâng ạ, thế bố cứ vào viện đi, con sẽ về ngay. Con cố gắng về nhá. Vâng ạ. Bố làm sao vậy em? Không biết bố lại trèo cây làm cái gì nữa. Vậy em về ngay đi, xem bố thế nào nhé. Vâng. Nhưng mà ngày mai em phải vào Sài Gòn với anh Đức. Để anh gọi cho bác ấy trước, rồi em hãy gọi cho bác ấy. Sao anh không để em gọi? Em chưa biết bác ấy thôi. Ai đã nhận lời làm việc thì chắc chắn không được sai hẹn. Anh gọi trước sẽ tốt hơn. Là anh ạ. Dạ anh ơi, trên nhà Thủy vừa điện xuống. Dạ bố Thủy mới bị tai nạn, hàng xóm đang đưa ông cụ đi cấp cứu ạ. Thế à? Dạ em gọi cho anh để xin phép cho Thủy về thăm ông cụ ạ. Dạ vâng ạ. Vậy còn chuyến công tác ngày mai thì sao hả anh? Để anh tính, điều thằng Cương lấy xe chở thì mới về. Dạ vâng ạ. Dạ em cảm ơn anh, em chào anh. Mình về trước đi, bác ấy đồng ý rồi. Em nhớ gọi cho bác ấy nhá. Vâng, thế em đi nhá. Em đi cẩn thận nhá. Vâng, em đi đây. Tình hình khá phức tạp. Lão Đức bảo thằng Cương lái xe đưa em về, không cho đi một mình. Bây giờ anh tính sao? Căng nhỉ. Để anh bàn với sếp. Nhưng em đừng vội từ chối, lão sẽ suy nghĩ. Biết đâu đây chẳng phải là phép thử của lão. Thế thì sẽ khó đấy. Lái xe mới đi theo thì em cắt đuôi kiểu gì?